Dạ em chào mọi người, chào tất cả các anh em đang xem kênh của Lee Sibo nha. Rồi hôm nay em sẽ bán cho mọi người em CB650R nha mọi người. Một em phân khúc tầm trung với phân khối là 650. Một cái form dáng nail sport cà phê và đang rất là được chuộng hiện nay nha mọi người. Những anh em nào mà đam mê những cái dòng mà naked hoặc là nail sport cà phê, những dòng mà chạy phố á, thì em CB này thì hy vọng mà anh chị em mình thích và anh chị em mình quan tâm thì liên hệ cho em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người. Và em xin quay cho mọi người một vòng trước đi, một vòng về em CB này để lên cho mọi người xem, mọi người tham khảo nha. CB650R đang đi với lại màu bạc đen nha mọi người. Và cái biển số cũng rất là dễ thương, 59A326006 nha. Biển số dễ thương không anh chị? Đó, 26006. Thì em này á, đăng ký là đời 2020, cũng là mới chạy qua được là được 2 năm sử dụng thôi mọi người. Đăng ký năm 2020. Và đây là một cái xe chạy lướt nhé mọi người. Thì em bán mô tô á, cũng vậy. Mô tô em cũng chỉ chơi những cái xe mà mới, đời cao, và những cái xe ô đô chạy lướt thôi. Chứ còn em cũng không có bán những cái xe mà đời cũ quá nhiều, đời cũ quá lâu rồi. Tại vì mình bán mấy cái xe lướt lướt này cho nó khỏe, để chị em mua thứ nhất là về mình chạy nó cũng yên tâm hơn, tại vì nó đời cao. Cái thứ hai nó mới chạy lướt thôi mọi người, cũng đi mọi người cũng yên tâm hơn ha. Tại vì so với một cái xe mà chạy 2.400 km, với một cái xe mà đã chạy trên dưới 20 mấy 30.000 km rồi, thì đương nhiên những em chạy lướt như thế này thì anh chị cũng đỡ lo hơn. Tại vì nhiều khi mình đi mua cái xe mình không biết có tai nạn hay không, hay là nó có bị trục trặc gì hay không. Thì mô tô cũng vậy, em chỉ chơi những cái xe chạy lướt để phục vụ cho anh chị em mình thôi nha. Thì em này tình trạng xe thì anh chị yên tâm nè. Đó, cam kết là không có đâm đụng nè, không có té ngã nè, cũng không có rớt đầu làm máy nè. Mô tô này là kỳ nhất là té ngã nha mọi người. Những cái xe tai nạn thì về chúng ta bỏ cái tiền chục tiền trăm ra, chúng ta mua một cái con xe mà về nó tai nạn rồi thì chúng ta coi như là mô tô mà tai nạn là rất là khó chịu nha mọi người, rất là nguy hiểm. Dù là chúng ta bỏ tiền trăm tiền triệu ra, chúng ta xích ấp lại, chúng ta o bế lại, chúng ta phục hồi lại, nhưng mà đi về cái độ an toàn thì lúc nào nó cũng không có bằng một cái con xe mà nó nguyên zin, nó chạy lướt, hay là một cái con xe mà nó chưa xảy ra tai nạn nha mọi người. Thì đây những cái điểm mà em sẽ coi, em mua, em coi, em kiểm tra trước khi mà em bán cho anh chị nè. Phuộc sơ qua upside down là chưa có dấu mở. Ốc của ghi đông còn rất là mới nha mọi người. Tại vì em này chạy lướt thôi nên thành ra là cũng không có mở chi đâu. Nhưng mà vẫn phải quay cho mọi người coi để mọi người yên tâm. Rồi phuộc upside down thì mọi người biết rồi, dầu ở trên ha, nếu mà cái ti này nó xảy ra tai nạn hoặc là cái ti này nó bị tác động gì đó, móp mé gì đó, thì nhớt ở trên phuộc nó sẽ chảy xuống nha mọi người. Nhưng mà ở em CB650R này thì mọi người xem nè, ti phuộc còn rất là đẹp, rất là mới luôn, và không có một cái gọi là nhớt nào mà rỉ rò rỉ ra hết nhé mọi người. Đó, đó là về ti phuộc trước nè, bên đây cũng như vậy, một cặp phuộc còn rất là mới và rất là đẹp, không có bị xì nhớt hay là rò rỉ nhớt ra ở đây nha mọi người. Thắng thì ABS, những cái xe phân khối lớn thì lúc nào cũng phải có ABS hết cho mọi người mình rồi, nên anh chị mình yên tâm ha. Còn bên đây là cái tem của xe. Đó, 2020 xe rất là mới và xe chạy lướt nên thành ra là tem bọng rồi còn là đầy đủ hết nha mọi người. CB650R. Phục máy thì ở đây đảm bảo cho anh chị là máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu, chưa làm máy, cũng không có tác động về máy hết. Đó, bô thì bô zin luôn, chưa móc bô, cũng chưa đi bô độ, cũng chưa có một cái gì hết. Nói chung là một cái con xe phải gọi là nguyên bản. Nguyên bản mọi người, chưa móc bô, chưa độ gì hết, cũng chưa lên một số món đồ chơi. Cái này về thì anh chị em nào mà mình muốn lên up lên đồ chơi gì đó thì sẽ tùy mình ha. Còn ở đây thì cái xe nó chỉ có những cái món đồ chơi cơ bản thôi, như là chống đổ nè. Đó, chống đổ để bảo vệ cái xe khi mà cái xe nó ngã. Bên đây thì có cái chắn két nước. Rồi, hình như là chỉ có hai cái đó thôi mọi người. Còn toàn bộ tất tần tật là zin hết, chứ chưa có update lên đồ chơi gì hết nha mọi người. Phụ kiện theo xe còn đầy đủ, hai kiến, hai chìa, đầy đủ hết. Đó, một em phân phối lớn thì anh chị yên tâm,
về cái cục máy là không có đụng đậy, cũng không có làm gì hết. Anh chị xem là từng chi tiết con ốc rất mới, rất đẹp mọi người, và không có dấu mỡ luôn nè. Đó, rất cực kỳ đẹp nha mọi người. Và kiểm tra những cái con ốc treo máy như thế nào thì em cũng đã kiểm tra hết cho mọi người rồi. Đương nhiên là phải kiểm tra, phải kiểm tra để về mình bán, mình đảm bảo cho anh chị em mình chứ, đúng không? Đâu có thể nào mình bán cái xe mà 200 mấy chục triệu mà mình không kiểm tra kỹ được. Nhớt nhau đầy đủ hết. Rồi một MCB650R này, đây là một cái clip ngắn để quay lên chia sẻ cho anh chị. Đây thì là một MCB650R này, em mang cái sản phẩm này đến cho anh chị với giá là 230 mấy triệu nha mọi người. Ít trung bình thôi, anh chị em nào quan tâm thì liên hệ cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thì đã xem hết video này. Bye bye và chào tạm biệt mọi người.